Sư chỉ dạy cho con làm sao để bớt cái tôi xuống. Nó có nhiều cách. Một trong những cái cách chờ tí xíu. Là quý vị thường xuyên đọc dùm sư cái bài kinh Vô Ngã Tưởng, tìm Google đó, tương ưng uẩn phẩm tham luyến năm vị kinh Vô Ngã Tưởng. Tóm tắt bài kinh đó, nó như thế này: quý vị suy nghĩ đó, cái cơ thể này đó, nó có phải là của tôi hay không? Cái nhan sắc này, cái cơ thể này, nó có phải của tôi hay không? Nếu như nó là của tôi đó, thì tôi phải có cái quyền quyết định là nó đừng có già, nó đừng có bệnh, nó đừng có xấu, đừng có chết. Nhưng mà do nó không phải là của mình, nó không phải của tôi, cho nên mặc dù tôi không muốn nó già, nó vẫn già. Tôi không muốn nó bệnh, nó vẫn bệnh. Tôi không muốn nó chết, nó vẫn chết. Chính vì lẽ đó, nó không phải của tôi. Suy nghĩ như thế này: cái cơ thể này đó, cái cơ thể này đó, nó tạm bợ hay là nó trường cửu? Rõ ràng nó tạm bợ. Mà khi nó đã tạm bợ như vậy đó, nó thay đổi thường xuyên theo cái hướng tệ đi, thì nó là khổ hay là vui? Rõ ràng nó là khổ. Mà khi mà một cái tấm thân này đó mà nó đã tạm bợ, nó thay đổi theo cái hướng xấu đi, nó đem lại cái nỗi khổ như vậy, có đáng để cho mình coi nó là tôi, là của tôi hay không? Từ đó đó, mình có sự nhàm chán, mình có cái khả năng buông bỏ. Rồi cho đến những cái tài sản của mình ấy, quý vị đặt câu hỏi: cái tài sản này đó, nó có bền hay không? Nó không có bền. Cái tài sản này nó không có bền, sớm muộn gì nó cũng mất đi. Thì như vậy khi nó mất đi đó, mình khổ hay mình vui? Mình khổ. Mà khi cái tài sản nó đã không có bền, nó sẽ mất đi. Khi nó mất đi, nó đem lại nỗi khổ. Có đáng để mình ôm ấp, mình mê mẩn, mình cho rằng đây là của tôi hay không? Không có đáng. Như vậy đó thì buông, bớt tham. Cho đến cái địa vị cũng suy xét như vậy. Nó có bền vững hay không đấy? Rồi khi nó mất đi, nó có đem lại cái nỗi khổ hay không? Rồi khi nó đã không bền vững, nó mất đi đem lại cái nỗi khổ, thì có đáng để mình xem nó là tôi, là của tôi hay không? Cho đến những cái lời khen của thiên hạ, cho đến cái sự ngưỡng vọng, cái sự gần gũi của thiên hạ, cho đến cái tình yêu mà mình coi là vĩnh cửu, xem lại coi nó có chắc không, nó có chắc, nó bền không? Cho đến cái mình gọi là cái trí tuệ, cái học thức,
Nó có bền hay không? Chắc chắn nó không có bền. Vì sao vậy? Bởi vì đó, nó khi mình già nó sẽ lún lẫn, kiểu gì nó cũng sẽ mất đi thôi. Đấy, ngay cả cái chuyện mà mình học Phật thì cái kiến thức của mình ấy nó cũng có cái gì để mình tự hào đâu, chắc chắn là nó sẽ thay đổi, nó cũng sẽ mất đi, nó không có bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có chứng thánh. Thành ra đó, bất kỳ một cái nguyên nhân nào, ví dụ như già, lú lẫn, bệnh, mất trí nhớ và cái chết, qua đời sau kiếp khác mình cũng không có nắm được mấy cái mình đã tu tập như thế này, thì lấy cái gì để mà mình tự hào, để mà mình ngã mạn đây. Rồi đó là chưa kể đó, cái người giỏi hơn mình ấy có rất là nhiều. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói đó, nếu như mà muốn so sánh ấy, phải so sánh như thế này, trí tuệ của mình ấy có được như ngài Xá Lợi Phất hay không. Nếu như mà muốn hướng tới đó thì phải hướng tới là tôi làm sao đó để cái trí tuệ của tôi được như ngài Xá Lợi Phất, thì khi đó hẳn tự hào. Cái chuyện tu thiền của mình ấy, mình được như ngài Mục Kiền Liên hay không, nếu như ngày chưa mình chưa được ấy, thì có cái gì để tự hào. Rồi cho đến cái việc mà mình bố thí, cư sĩ bố thí đó, mình bố thí được như ông Cấp Cô Độc hay không. À, như người nữ thì coi mình bố thí được như là bà Quý Sa Kha hay không. Đấy, thì mình hẳn tự hào. Ừ. Rồi sắc đẹp ấy, thì hãy coi coi cái sắc đẹp của mình ấy so được như bà Quý Sa Kha hay không. Bà Quý Sa Kha đó, cái nhan sắc của bà đó, tới 120 tuổi mà cũng như con gái, như giống như con gái một con, vẫn đẹp như ngày nào. Mình nhắm có được hay không? Lúc đó bà đương nhiên bà không cần trang điểm. Ừ. Rồi cái sức khỏe của bà đã khỏe bằng 5 con voi, mình khỏe được cỡ đó hay không, thì mình lấy cái gì mình tự hào. Muốn ấy, thì có những cái bậc vĩ nhân như vậy, có những bậc vĩ đại như vậy đó, muốn so thì so với những vị đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái đích đến của mình ấy, cái mục đích của mình ấy còn xa lắm, mà chưa đến được đó thì chẳng có cái gì để mình tự hào hết. Ừ. Nên thường xuyên quán xét như vậy, phải thường xuyên quán xét như vậy, thì cái ngã của mình, cái tôi của mình nó mới giảm. Tốt nhất là tụng đọc hàng ngày. Thuốc ấy, quý vị cũng phải uống mỗi ngày. Chứ còn quý vị uống thuốc, ha, biết có bệnh đi khám bác sĩ cho thuốc, mà vui thì uống, buồn thì nghỉ, cái kiểu đó không có bác sĩ nào cứu nổi. Ừ. Muốn bỏ được cái ngã mạn ấy, muốn giảm bớt được cái tôi, thì phải thường xuyên quán tưởng như vậy. Còn vui thì quán tưởng, buồn thì nghĩ, nghe ông sư thì cũng làm được một vài bữa, xong rồi quăng đó, bỏ xó đó, thì đâu cũng vào đó, mèo nó lại hoàng mèo ha, cốt khỉ nó hoàng cốt khỉ.